Hello các bạn, welcome các bạn đến với kênh Cam Linh Tình Yêu và Cuộc Sống. Hôm nay kênh của Cam Linh có xuất hiện Sarah Thanh Hà, là người đẹp chuẩn bị làm facial cho mình ở tại nhà của Hà ở Maryland. Là coi như mình đi từ Virginia qua Maryland. Right, a Silver Spring, Maryland. Thanh Hà đã hứa với chị Cam Linh là sẽ làm mặt cho chị Cam Linh, nên hôm nay là quyết định là sẽ làm cho chị, cho da dẻ nó mịn màng hơn, nó tươi sáng hơn. Thôi bây giờ Sarah sẽ bắt đầu làm cho chị Cam Linh ha. Tại vì Hà làm facial cho chị cho nên chị không có make up cái gì hết. Đúng rồi chị. Không tắm cái gì hết. Dạ, yeah, đúng rồi. Mắt con mình phải remove ra lắm. Chị Linh rất là đẹp. Cảm ơn. Không thành vấn đề. Làm facial xong càng đẹp hơn nữa. Sarah sẽ nói sơ về cái bộ máy mà để làm mặt hôm nay cho chị Cam Linh ha. Chắc chị Cam Linh chắc cũng chưa biết đâu. Em giới thiệu cho chị nè. Đầu tiên đó là cái máy facial spa để làm mặt. Cái máy facial nó nhỏ gọn như thế này. Hiệu gì thế? Hiệu này là của hãng Nu Skin chị. Em làm mặt thì làm nhiều hãng lắm, nhưng mà Nu Skin á thì nó tiện, em có thể xách đi khi ra được. Đó. Rồi á, kế đến á là mình xài trong cái bộ này, mình sẽ dùng cái cleanser của nó để mình clean cái mặt mình cho nó sạch. Đến cái gel, gel này á là để mình apply vào cái gương mặt để lúc mình dùng cái máy mình massage lên cái gương mặt của mình. Đó, rồi xong đến sẽ đến cái mask, á, cái gọi là gel mask. Rồi xong sẽ là cái kem chống nhăn. Đó, để những cái đường line ở trên mắt và xung quanh khóe môi của mình ha. Rồi cái này là serum. Rồi đây là moisturizer cho hoàn toàn gương mặt của mình. Cái chai Moisturize này á là chị Linh biết để làm gì không? Để lúc mà mình đang làm việc đó, mình đang massage trên gương mặt mình với cái máy để cho nó ướt, thì cái máy nó mới quay đi nhẹ nhàng được, chứ không có gì đặc biệt hết. Cho chị hỏi là lỡ cái da người nào đó sensitive thì họ sẽ dị ứng hoặc là họ không có chịu thì mình phải xài của họ đúng không? Không phải, tại vì cái về skin care đó chị, thì là nó đi theo cái line một. Ví dụ này cái line này là của Nu Skin thì mình xài là toàn đồ của Nu Skin. Mình xài cái line của hãng skincare mà nổi tiếng là Dermalogica thì mình sẽ xài hết tất cả sản phẩm của họ. Thì đúng, nhưng mà chị nói ví dụ lỡ cái da của chị nó dị ứng đi, chị đi facial chị đem theo cái đồ của chị đúng không? Em nghĩ cũng ít khi nào là cái người khách phải mang đồ skincare đến đến cho cái tiệm đó lắm. Cái phần dưỡng nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm chị, nó có. Đầu tiên em sẽ dùng cái chai Crimson Tone. Chai này là nó rất là quý đối với Sarah. Tại vì á, sức lên một cái là cái da mặt mình á là nó càng liền. Một mình nó thôi đó chị, chưa cần làm nữa. Chai rửa mặt. Chai để rửa mặt. Và Crimson Tone có nghĩa là mình vừa rửa mặt, mình vừa làm cho cái da mặt mình nó chắc lại, nó firm lại chung. Bây giờ em làm cái gương mặt chị ẩm chút xíu, chị nhắm mắt lại. Em sẽ spray nó nha. Thường là mình làm việc mình phải làm cho da mặt mình nó ẩm trước, đầu tiên là như vậy. Đó, em làm 3 pumps phân nửa gương mặt trước. Vậy là cái tiệm mà của Hà ngoài là Hà cũng facial cho khách, em làm cho khách luôn loại này luôn hả? Loại này luôn. Rồi em làm có làm thêm cái loại, một loại nữa là em làm của hãng Dermalogica. Thì nó có steamer, nó có cái máy để làm, có steamer, nó có brush, nó có nhiều bộ phận lắm. Thì cái đó là em làm cho cái standard European facial. Cái nào cũng đẹp hết, mỗi cái nó có, nó khác nhau. Cái này thì em thích là tại vì nó làm cho da người ta nó căng lắm, nó chữa nếp nhăn đó chị. Bao lâu mình mới làm một lần? Facial này á, theo nguyên tắc á, là một tháng một lần. Nhưng mà nếu mà ai mà có được cái bộ này ở nhà đó thì người ta có thể là mỗi tuần một lần. Em thấy phong ra 2 phong cũng được. Tại mặt của chị nó không có lớn lắm á. Nhớ là cổ nha, đừng bao giờ quên đó. Chị Linh có một gương mặt rất là khá là
ít đường like đó chị. Nó ít đường like. Tuổi này như vậy là hết sảy luôn á. Cái này có phước á. Giờ em sẽ apply cái gel này. Mình có cần để cho nó khô không? Không. No, chị. Nó phải ướt, nó cần ướt. Thì mỗi lần mà em lấy ra cái máy này nè, em lấy nó cỡ cái size này. Cỡ như là nó gọi là một cái dive size đó. Đây, một cái dive size đó các bạn, tức là một cái size của cái 10 đồng 10 sen đó. Cái đồng 10 sen đó, Sarah lấy như vậy thôi. Cỡ cái size đó cho mỗi vừa nửa cái gương mặt. Một chị nhỏ chắc lấy ít hơn. Rộng rãi, em là mình cứ rộng rãi chứ. Thì mình dư đâu có sao lắm, hôm nay làm có nặng nửa mặt bên kia. Đó, thì nhớ đặt lại cho cái cổ luôn ha. Đó, thì cái máy này mà nãy giờ em chưa có mở đó, bây giờ em sẽ mở nó nè. Em sẽ bấm nút, nó có cái nút. Ở đây nè các bạn, nó có cái nút nè, thấy không? Là em sẽ dùng cái này để em massage luôn, nhưng mà chỉ 5 phút. Và trước khi đó là cái tay của em phải ướt. Nếu mà tay không ướt á, thì nó không có work. Tại cái máy này nó dùng bằng pin đó chị. Bằng battery. Em phải make sure cái tay em phải ướt. Rồi. Giờ hãy xem nó sẽ bấm số 4 không. Tại nó máy nó có 1, 2, 3, 4 năm. Thì bây giờ mình sẽ bấm nút số 4. Đó. Để mình massage cho cái lần đầu tiên này của mình. Và cái tay mình có độ ẩm đó. Giờ nhắm mắt xem ẩm. Nhắm mắt nó dễ hơn chị hơn, cái gel này nó lọt vào mắt chị đó. Thì em cũng sẽ bắt đầu từ cổ nè. Từ cổ. Ngay giữa nè. Em đi lên đây cho cái cằm. Này. Cái đi nhẹ nhàng như vậy. Hơi ấn cho mình chút xíu. Cái mình đi lên đây. Nghe tiếng beep không? Cứ mỗi lần khoảng 20 giây đó thì nó lại kêu beep để nó cho mình biết là nó đang hoạt động. Thì ngay cái vùng cổ này là chị mình có thể đi ngang như vậy cũng được. Mình đi ngang hoặc là mình đi vòng đều được hết. Đó. Sau khi cái cổ xong mình sẽ đi cái đường jawline. Jawline đường này nè chị lên. Jawline đó là cái chỗ cái hàm của mình đó. Tức là mình ngay giữa cằm ha. Nhẹ nhàng đi lên đây thì nó pressure một chút và nó hơi mạnh một chút. Từ đây nhẹ nhàng lên đây thì mình kéo cái tay mình hơi mạnh chút xíu thôi. Nhưng mà cái khi là lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, cái gương mặt của mình nó rất là mỏng manh đó chị. Thì cứ mỗi lần đó, cái đường jawline này mình làm 5 lần. Mình đi lên đi xuống 5 lần thôi chị nhé. Rồi xong cái kế đến là ngay giữa cái khóe môi nè, đi đường lên như vậy cũng khoảng 5 lần. Em nói là khoảng 5 lần thì mình cũng có thể làm 5 lần hay 4 lần hay là 6 lần nếu mà mình muốn. Mà lúc nào cũng nhẹ nhàng nha. Mà chị phải make sure nó nghe cái tiếng beep nha. Rồi xong giờ từ cánh mũi nè lên đây, nó gọi là những cái stroke đó chị, những cái đường. Đầu nó hơi nhẹ rồi lên đây thì nó hơi pressure chút xíu. Cứ như vậy là mình làm. Xung quanh cái chỗ mắt này nè thì nó nhẹ nhàng. Chị thấy không? Đó. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Lông mày của mình, đó là mình cũng lấy từ cái chân lông mày nè. Đó. Mình đi lên. Mình đi vòng qua đây. Mình đi cúp xuống, mình đi nó lại lại, cái này đi thẳng ra. Mình làm như vậy á để cho cái lông mày của mình nó cũng được căng cái phần này đó chị. Chị nhớ người ta hay nhìn đi nâng lông mày không? Khi mà người ta nâng lông mày lên gương mặt người ta nó sẽ trẻ hơn. Cái này mình làm facial này á, cái chỗ này của mình nó được nâng lên một cách rất là tự nhiên. Người khách thích lắm. Thấy nó khác hẳn. Xong cái lông mày thì em làm cái chỗ trán. Trán mình có thể đi đứng lên thì cũng được. Đứng ở đây rồi đi lại ra đây. Đó. Đó, như là mình xong được một bên rồi đó. Giống như vậy nữa, tức là một cái dye size nữa. Là cái đầu 10 cm đó. Thì em cũng apply
tay, tại cái tay mình nó hơi khô rồi đó. Xem tên, làm cái cổ này xong ha, cứ làm cái cổ này cho nó xong trước đi, rồi mình sẽ đi từ cái giữa cằm này ra nè chị Linh. Đó, cái jawline mình lên cái chỗ cái lỗ tai mình nè, cứ đường vòng như vậy 5 lần ha. Cái tay em lúc nào cũng để lên trán chị hết nè. Cái loại này nó lạ phải không chị Linh? Pressure chút, lấy nó nhẹ nhàng chút. Cứ 5 lần để cho lại. Xong rồi sẽ đến 5 lần từ cái khóe môi đi ra. Cứ bài bản như vậy á, mà nó rất là good. Từ cánh mũi đây, cứ đi đi. Cái đường nó dốc dốc vậy đó chị, chứ không phải là nó ngang nha. Tại khi mình làm là mình phải làm cái hướng lên đó chị. Chị làm cái gì cho gương mặt của chị, hoặc là quý vị với các bạn luôn nha, khi mình làm về skincare, cái làm về gương mặt của mình, làm mình phải đi hướng lên không ạ? Tại mình đừng có làm kiểu mà nó bị đi hướng hướng dưới thì nó sẽ bị drooping á, nó bị xệ đó chị, đâu có ai muốn xệ đâu phải không? Cho nên phải đi lên. Cứ mỗi cái đường này nó lại dưới khóe mắt. Vậy lúc đi lên nó nhìn mạnh hơn lúc đi xuống. Em đi xuống thì nó nhẹ như vậy. Nghĩa là ngay chỗ cái vùng mắt đó các bạn, là mình phải làm thật là nhẹ nhàng. Nhìn cái tay mình như vậy thôi, nhưng mà nó nhẹ lắm. Chỗ này cũng hơi có pressure. Và từ đây nè, nhẹ nhàng lướt một cái đến đây. Đó, đại khái như vậy. Chỗ mắt là Sarah phải rất là kỹ lưỡng. Rồi, bây giờ đến phần lông mày cũng vậy. Đi từ cái chân lông mày nè, đi đây mình nhấc nó lên, nhấc cái tay mình lên, đó, ha, ở đây, nhấc lên, đó, đi đường dọc cũng được, không, đi đường ngang cũng được, đó. Ở đây nè, cái chỗ giữa cái trán mình á, chỗ này nó hay, cái mũi mình nó hay có hai cái đường nhăn nếp nhăn á chị, cái mình cũng đi, nó, mình đi cho nó thẳng ra. Nếu mình thường xuyên làm nó hép lắm. Đấy, thường thường á, là cái chỗ mép này em cũng phải làm luôn. Cái đường này nè chị, cái đường right here đó, là người ta hay cười đó, là nó ưa có cái hàng sâu lắm. Chị cũng ít, chị rất là may mắn. Nhiều lắm chứ. Chỗ đường này của chị nó lạc lắm. Cười nhiều. Nó lạc á chị. Đó là do cái cấu tạo của cái gương mặt của mình đó, mình thêm nó được vậy á. Thì em lúc nào cũng đưa cái đường này hết để cho nó thẳng cái line này ra, nó đừng có bị sâu á chị. Đó, xem thế mình cũng đi bên đây như vậy. Đó, giờ nó bị khô rồi nè, khô rồi mình phải lấy cái nước moisturizer này em xịt vào. Cái đường này nè chị, đó chị cũng đi tới luôn. Đi mà đi nhấc lên nha, hay đi xuống đầu, hoặc là đi vòng tròn cũng được luôn. À, vậy thì cái chỗ cái mũi như này chị, mà em cũng hay làm á, em hay làm cho nó láng đó. Đối với em là đã làm hết luôn. Chứ có nhiều người ta không có làm ở mũi này đâu, nhưng mà em làm đâu, rồi thì thôi. Làm cái mũi lá bo luôn chị Linh. Là mình xong một cái round, tức là một lần mình apply mấy cái gel lên ha. Đó, lòng nó bớt vì những cái gel này nó còn dính trên đây, nó dư đó chị Linh. Rồi bây giờ Sarah sẽ làm đến lần thứ hai nha các bạn, mình phải làm hai lần nó mới đẹp. Giống y vậy, y chang như vậy, làm hai lần nhưng mà cái con số nó khác. Hồi nãy em làm cho chị là số 4. Lần thứ 2 mình cũng apply gel lên y chang như vậy, nhưng mà mình phải dùng cái function là số 2 hoặc là số 3. Đó, số 2 á, thì nó ít phút hơn, là nó 3 phút, mà số 3 là nó 5 phút. Vậy thôi thì dùng cái nào cũng được hết. Y chang như vậy, em cũng apply lên
cái dark size. Rồi, apply lên gương mặt của chị. Y chang, lần đầu tiên sao làm lần này như vậy? Thì tổng cộng là... làm 2 lần. Tổng cộng 2 lần. Tổng cộng cái facial này làm khoảng bao lâu? Em nghĩ chừng 20 phút thôi chị. Tùy theo cái thời gian của mình làm mà người ta lâu lâu tới đến thì mình phải làm lâu đó. Còn mình làm thường, mình làm tuần lần, chỉ làm tuần lần hay tuần lần thì chị đâu có cần phải làm lâu. Làm khoảng chừng 15 phút, 15 phút được rồi. Nhưng mà vì chà, lâu thì là lâu mình mới làm thì mình phải làm trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Kỹ hay apply xong rồi. Bây giờ em sẽ dùng số 3. Em thích dùng số 3, số 2 hoặc số 3 đều được hết. Đó, same thing, em cũng làm từ cổ chị lên trước ha. Same thing nha, chị Cam Linh và các bạn. Đó, mình cũng đi từ ở dưới vùng cổ này nè. Rồi mình đi lên. Làm như vậy nè. Cái mặt mình nó mịn lắm. Vậy nó remove hết tất cả những chất chất nhờ, chất dơ đó chị. Xong, mình tắt nó đi. Xong xuôi mình spray cái nước Moisture Mist này lên. Nước trắng cũng được nha. Nước trắng bình thường cũng được luôn. Nhưng mà cái nước này á thì nó tốt hơn. Có chất vitamin hả? Dạ, nó làm nó giữ cái độ ẩm. Làm xong rồi cái mình xoa cái chất nước Moisture Mist nó đều như vậy nè chị. Tuyệt vời. Feel đã ha. Feel good. So good. Đó, bây giờ mình làm kiếm tiền mua mới được. Chịu khó mua, chịu khó xài nữa. Thì đó, bây giờ em biết quay hết, tức là em lấy hết tất cả những cái chất nhờn của cái gel đó chị. Cái còn lại đó, là em lau cho nó sạch sẽ đi. Nếu mà mình ở nhà mình làm thì mình vô trong phòng tắm mình rửa mặt. Đúng, phải không? Đúng đấy. Rửa cũng được, mà rửa nhanh nha. Rửa nhanh. Vậy? Tại mình muốn những cái chất này nó đi vô cái gương mặt mình á. Nhưng mà thôi em suggest là lấy khăn ẩm á, lau cho những cái residue, tức là những cái chất dư thừa của cái gel này nó đi. Bây giờ đó, em sẽ dùng cái mask, Rejuvenating Mask. Đúng quý vị. Thì nó trong trẻo lắm, bởi vậy người ta gọi nó là gel. Thì em lấy ra, đó, cũng cỡ như đây nè. Cỡ cái dime size đó. Để mới xoa tay. Rồi bắt đầu apply hết vô cái gương mặt của mình. Cảm ơn đây. Má. Đứng cái hướng này là có nghĩa là chị ở nhà chị làm, chị cũng làm giống như vậy đó. Đấy, tay nhẹ nhàng vậy nè. Để make sure gương mặt mình á, cái chỗ nào nó cũng có hết. Cái mũi chị bị bóng chị Linh thật lắm hề chứ nó bóng đẹp chứ đâu không hề được, không hề là sao có mũi mà bóng đẹp như vậy. Cái còn bao nhiêu á chị Linh, cái gì khi mình ướt xích vào tay mình vậy nè, tại mình đây nó tốt lắm, cái tay mình nó rất là láng. Này gel dưỡng da hả? Gel gel mask, cái này như thầy ở nhà chị đắp mask. Chị đắp mask lên, có những cái miếng để mình facial mask mình đắp lên. Còn cái này nó là cái gel, nó đi với cái bộ này. Đi bộ này á, nó ra hiệu lực nó rất là tốt. Cái mask này để làm chi? Để cho cái da mình nó chặt lại, nó tighten cái skin của mình. Đó, quý vị. Và mình apply mask này vô đây để 10 phút nha. Mình phải có thời gian cho nó thẩm thấu. Đó, để cho nó thẩm thấu luôn. Rồi nè, em xịt nước vô cái khăn giấy này chị. Rồi em mới remove cái mask. Hồi nãy mình apply cái mask đó. Bây giờ mình sẽ remove nó. Em thấy khăn giấy là nó rất là tiện. Em hay dùng khăn giấy. Thôi mình làm khăn ẩm. Ở nhà mình có khăn đó. Feel ok vậy không? Feel có thấy nóng hay là thấy rát hay thấy gì không? Như vậy là cái này mình nó ok với chị đó. Thường thường em nói đa số đó là nó ok hết á. Cái da chị là sensitive lắm á. Ồ vậy đó hả? Hồi đó lúc
còn mình xài mỹ phẩm á, xài cái gì cũng bị rác, bị ghê lắm. Và kế đến nè, em sẽ dùng cái chai serum. Chữ serum á, nó tên thật của nó là True Face Essence Ultra. Chai này, nhưng mà nó đúng là serum. Thì á, mình có phải đợi cho khô rồi mình mới thì đương nhiên là lúc mình lau lau như vậy là nó hơi là nó ráo rất là lẹ vì cái không khí bên ngoài mà nó như giọt nước vậy đó. Thì mình lấy nó ra, mình twist nó ra, cái gì ra cái ngón tay mình nè, bắt đầu cái chỗ đầu tiên mình apply á là phải ngay cái mắt của mình, under cái eye ha, này những cái đường line nè, những đường line trước hết, xong rồi còn bao nhiêu đó mình mới apply hết lên cái gương mặt của mình và ngay xuống cổ luôn. Cái viên này nó nhỏ chứ nó nhiều lắm á. Lần đầu tiên nhìn thấy serum trong cái viên. Serum trong cái viên, dạ. Mà thường thường nó trong chai, mình đợi cho mình giống như bấm nó sớm đó. Cái hũ này á là cho mặt, cái này cho mắt luôn hả? Chứ không phải là mặt riêng sao? Này là cho toàn mặt hết. Còn cái khu vùng mắt á, thì mình có cái eye cream, là cái cream mình xức cho chống nhăn đó chị. Là mình sẽ xức ngay chỗ cho mắt và những cái nếp nhăn. Hồi nãy em có nói đến đó. Bây giờ mình có xức cái đó không? Có chứ, bây giờ phải xức serum trước, rồi mới xức kem chống nhăn và kem dưỡng da. Cái kem chống nhăn là nó xức cho ngay chỗ vùng mắt chị luôn. Lúc mà mình xức cái serum này đó, mình phải massage cái gương mặt luôn với cái bàn tay của mình nha. Tất cả đều lên, chị lên thấy không? Đều lên hết. Rồi, hôm nay cũng vậy. Nhưng mà mình là phải nâng niu nha. Nâng niu lắm. Chị không có cần phải xức ở trên cái mí mắt trên này đâu nha. Serum này đó, chừa cái chỗ mắt ra, chừa cái mí trên đó. Rồi bây giờ cái này là nó gọi là True Face Line Corrector, cái tên của nó. Cái này là cho những chỗ nhăn mà chị, mà nhất là cho ai mình lo cái ai trước rồi xong sau đó cái đường line này rồi cái chỗ này. Chị nói đúng rồi, nó gọi là line corrector, tức là có nghĩa là cái chỗ nào có line á là nó sẽ chữa cho mình. Nhẹ nhàng đi vô này là chị, vô nha. Này cũng vậy, vô. Đấy. Vô. Rất là nhẹ luôn nha. Ha, giờ nha chị Linh, em sẽ dùng cái intense moisturizer, tức là cái loại mà kem dưỡng da mà nó có nhiều độ ẩm lắm. Intense. Intense. Đó, lấy ra cái tay của mình. Đó, như vậy. Hai cái serum và moisturizer này nữa. Với lại cái này là Hà mỗi ngày Hà xài. Buổi sáng và buổi tối là ba cái này không? Là ba cái này, dạ. Cái này đó là nó rất là tốt cho mỗi lần mà chị làm mặt như thế này, mỗi ngày chị dùng thì càng tốt. Em cũng khuyến khích mọi người xài cái serum đó lắm, tại cái serum này đó chị, nó đặc biệt lắm, nó có tác dụng làm cho người ta trẻ ra. Đó, mới đầu á thì em xài sáng tối, nhưng mà sau một thời gian thì em xài một ngày một buổi thôi. Tại vì lúc đó mình thấy là nó cũng khá là tốt rồi, là rất là tốt. Tại trong cái serum này đó, nó có cái chất nó gọi là cái, nó cho mình cái elastin đó chị, tức là cái sự flexible của cái da đó. Đó, cái nó cho chị nhiều lắm, cho nên nó mình xài 2 tháng thôi là cái sự elastin, tức là cái da mình đó, cái sự trẻ trung của mình đó là nó tăng lên đến 200%. Nói vậy ai cũng khoái hết. Dạ. Là người ta xài, ta mua, ta xài dữ. Cái đó lại phải thật. Tại vì em là người xài. Ừ. Người ta hay hỏi là xài cái gì. Ừ. Cho nên em nói hết á. Ừ. Nhưng mà tùy theo mỗi người, người ta test nó như thế nào thôi. Tức là rửa mặt xong, với cleanser xong, xức serum rồi mới xức moisturizer lên. Ủa Hà không có xức cái toner. Không, cái line này không có dùng toner. Tức là đơn giản hàng ngày người ta chỉ dùng gì dễ nhất. Ừ. Rửa mặt xong rồi bỏ kem dưỡng da lên.
trang dưỡng da chỗ mắt, những cái khóe môi, những cái đường, những cái làn nhăn, rồi xong rồi sẽ đến cái nguyên mặt, rất là đơn giản nhất. Còn nếu mà phức tạp hơn một chút xíu, đẹp hơn, muốn đẹp hơn một chút xíu, bỏ cái serum lên. Serum này nó nuôi cái da mình, nó làm cho mình rất là trẻ và căng. Đẹp hơn nhiều chứ sao chút xíu được. Đây, mình nói tốn thôi. Nhưng ý là mình xài mỗi ngày đó nha chị, cái này mình phải xài mỗi ngày nha, chứ không phải mình xài một hai lần là nó được như vậy đâu. Cái serum này nè, là mình xài buổi tối. Nếu mình xài ăn ngày nó có ăn nắng hay không? Tại vì không, có không nhiều ăn loại ăn là không. Chỉ cần chị xài buổi tối thôi. Không, không chị, cái này là chị thoải mái. Chị xài serum rồi chị xịt moisturizer lên. Mà hơn nữa đó, nó có cái moisturizer mà nó có SPF luôn. Còn cái này không có. Cái này không có. Vậy thì mình phải đánh một cái sunscreen nữa. Cái này thì nó dưỡng da chị rất là tốt. Thì thôi dày đi. Ví dụ như ban ngày chị xài cái loại mà nó có SPF ban ngày. Còn buổi tối để dưỡng da thì chị xài cái này. Tại vì cái này em thích lắm. Em rất là thích nó vì lý do là sao? Nó cho mình độ ẩm nhiều và nó làm cái da mình thật là sáng. Mềm mà sáng. Mà không mắc nha. Cái này không mắc nha. Nhiều chị. Cái này bao nhiêu? Cái này á chừng 35 đồng. Mà cái hũ cũng bự quá ha. Cái hũ bự. Nó đâu có làm nhỏ trong đâu. 5 ounce, 5 ounce cũng được lắm á chị. Nhiều á. Còn cái này cũng vậy. Cái này trong đây là nó có 60 viên. 60 viên là được 2 tháng đó. Từ 2 tháng nên là xài được 2 tháng thôi. Thì bây giờ hồi xưa nó mà rẻ bao nhiêu hơn. Bây giờ đó, là nó em nghĩ cộng thuế luôn thì họ chắc nó phải gần 200. Mắc vậy. Bởi vậy cho nên nó mới quý. 200 một tháng mình xài có 100 mà nó rẻ. Thì tùy theo mình cách xài tiền của mình gấp mấy lần. Nhưng mà mình xin mình không có phải đi thẩm mỹ viện hay này kia để mình fix nảy nọ. Thì mình phải có chịu patient. Cái này thì rẻ thì này rẻ, này rất là rẻ mà em từ nào giờ xài cái này không? Cái này 200 hàng chi nó rẻ, nó trẻ. Mấy chục tuổi. Dạ yeah, nó có cái chất exothen á. Exothen đó là cái chất làm cho cái da mình nó rất là đẹp. Sarah hy vọng hồi nãy đó quý vị và các bạn đã thấy được cái cách mà Sarah apply cái moisturizer. Tại vì nó cũng quan trọng lắm. Chị cảm ơn Hà rất là nhiều. Feel good. Tuyệt vời. Feel good. Look good too. Trên cả tuyệt vời. Bóng thật là bóng luôn. Bóng. Bóng lắm. Đã ha. Rồi nó đã. Chắc ghiền rồi. Chắc lúc mà em làm phải cho chị quá. Chị không thấy feel good nữa. Tuy nhiên người khác làm cho mình càng thấy feel good hơn. Cái da mặt mình nó, vì nó rất là bóng luôn. Chị nhìn cái hình chị thấy tuyệt vời luôn á. Nếu mà chị muốn mua hay là bạn nào muốn mua thì gọi số mấy? Facebook đi. Lên YouTube Facebook. Lên Facebook. Facebook của em là gì? Facebook của em là Hà Chu. Facebook của Cam Linh là Anna Linh Cam Lê. Facebook của Sarah là Hà Chu nha quý vị. Hà Chu ở Maryland đó. Nếu mà add Facebook của mình á thì test cho mình trước Messenger á, tụi mình mới accept cái friend đó. Add friend đó, đúng rồi. Xong đó. Rồi tại vì bây giờ tụi lừa đảo nó lên nó add friend nhiều quá. Cho nên mình không có dám accept ai hết. Nếu cả cần hỏi gì, thắc mắc gì thắc thì cứ hỏi. Thắc mắc thì hỏi là sẽ sẵn sàng trả lời, rất là vui để được trả lời với quý vị và các bạn. Vậy nhớ ủng hộ kênh của hai chị em mình nha. Cam Linh tình yêu và cuộc sống. Lovely life. Là cuộc sống đáng yêu đúng không? Đúng, cuộc sống đáng yêu đúng rồi. Mình phải dịch ra cho nó dễ. Cảm ơn. Rồi giọng ca đáng yêu nữa. Giọng ca đáng yêu, Sarah còn có cái một channel nữa. Giọng ca đáng yêu. Vô đó sẽ có được nghe mấy chị em ca. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hai chị em mình làm đẹp. Hẹn gặp lại video sau. Thank you everybody. Thank you. Bye bye. Bye, bye.